Suy niệm lời Chúa, hôm nay ngày 17 tháng Giêng năm 2016, Chủ nhật thứ hai thường niên năm C. Bài đọc hôm nay có tên là Họ hết rượu rồi. Lời Chúa trong sách Gioan chương số 2 câu 1 đến 11. Khi ấy có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với người: "Họ hết rượu rồi." Đức Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến." Thân mẫu người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ làm theo." Ở đó có đặt 6 chum bằng đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái. Mỗi chum chứa được khoảng 80 hoặc 120 lít nước. Đức Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi." Và họ đổ đầy tới miệng. Rồi người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra. Còn gia nhân đã múc nước thì biết. Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu soàn hơn. Còn anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ." Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana, miền Galilê, và bày tỏ vinh quang của người. Các môn đệ đã tin vào người. Lời suy niệm. Đức Giêsu, mẹ ngài và các môn đệ cũng có mặt trong một đám cưới ở làng quê Cana. Đám cưới là một cuộc vui kéo dài cả tuần. Tiếc thay, tiệc nửa chừng thì hết rượu. Đức Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên trong tin mừng Gioan. Ngài đã biến nước thành rượu. Ngài trả lại bầu khí vui tươi cho đám cưới. Tin mừng Gioan hay kể lại những dấu lạ có ý nghĩa, những dấu lạ vén mở con người Đức Giêsu. Làm bánh hóa nhiều cho thấy Đức Giêsu là bánh thật. Chữa người mù bẩm sinh cho thấy Đức Giêsu là ánh sáng. Hoằng sinh Lazaro cho thấy Đức Giêsu là sự sống lại. Dấu lạ ở tiệc cưới Cana cũng cho ta biết Ngài. Thứ nước dùng cho nghi thức tẩy uế của Do Thái giáo, Đức Giêsu biến nó thành rượu ngon, một lượng rượu khổng lồ vượt quá mức đòi hỏi. Ngài biến nước của cựu ước thành rượu của tân ước. Như thế Ngài đã mở ra một thời đại mới, thời đại thiên sai, trang chứa niềm vui cứu độ. Đức Giêsu cho thấy mình chính là Đấng Mêsia. Ngài đến để thiết lập một trật tự mới, dồi dào và phong phú, như rượu vừa nhiều vừa ngon. Cựu ước không làm con người mãn nguyện. Con người vẫn khát khao và tìm kiếm hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc vẫn là cái gì bèo bọt mong manh. Đức Giêsu đã dự tiệc cưới ở Cana. Ngài muốn dự mọi bữa tiệc liên hoan của con người. Ngài muốn chia sẻ và bảo vệ niềm vui bé nhỏ nơi họ. Đừng để Đức Giêsu đứng ngoài hạnh phúc của bạn. Đừng coi Ngài là người ganh ghét với niềm vui bạn có. Nếu bạn nghe lời Ngài, đổ nước đầy các chum rỗng, bạn sẽ gặp được hạnh phúc vững bền. Dấu lạ Cana chủ yếu cho ta thấy Đức Giêsu là ai. Nhưng Đức Maria cũng có một vai trò đáng kể. Mẹ hiện diện trong tiệc cưới như thân mẫu Đức Giêsu. Mẹ thấy rõ sự lúng túng lo âu của chàng rể. Họ hết rượu rồi, mẹ chỉ nói với con như vậy. Câu nói của mẹ ẩn chứa một lời nài xin kín đáo. Mẹ mong con làm một điều gì đó mà mẹ không rõ. Người bảo gì, các anh hãy làm. Quả thật Đức Giêsu có bảo và các gia nhân có làm. Nhờ đó dấu lạ Cana được thực hiện. Qua sự đóng góp của mẹ trong dấu lạ mở màn này, đức tin của các môn đệ được củng cố và lớn lên. Hôm nay mẹ vẫn nói nhỏ với Chúa: "Họ hết rượu rồi."
Niềm vui chợt tắt, tình yêu nhạt phai, gia đình tan vỡ. Cần biết bao sự hiện diện của Chúa và mẹ trong mỗi gia đình. Giữa lúc khó khăn bối rối, người bảo gì các con hãy làm. Đó vẫn là lời mẹ nhắn nhủ chúng ta hôm nay. Lời cầu nguyện. Lạy mẹ Maria, khi đọc phúc âm, lúc nào chúng con cũng thấy mẹ lên đường. Mẹ đi giúp bà Isabel, rồi đi Bethlehem xin Đức Giêsu. Mẹ đưa con đi trốn, rồi dâng con trong đền thờ. Mẹ tìm con bị lạc và đi dự tiệc cưới ở Cana. Mẹ đi thăm Đức Giêsu khi Ngài đang rao giảng. Và cuối cùng mẹ đã theo Ngài đến tận núi Sọ. Mẹ lên đường để đáp lại một tiếng gọi, âm thầm hay rõ ràng. Từ ngoài hay từ trong, từ con người hay từ Thiên Chúa. Chúng con thấy mẹ luôn đi với Đức Giêsu trong mọi bước đường của cuộc sống. Chẳng phải con đường nào cũng là thảm hoa. Có những con đường đầy máu và nước mắt. Xin mẹ dạy chúng con, đừng sợ lên đường mỗi ngày. Đừng sợ đáp lại những tiếng gọi mới của Chúa, dù phải chấp nhận đoạn tuyệt chia ly. Xin giữ chúng con luôn đi trên đường Giêsu, để chúng con trở thành nẻo đường khiêm hạ, đưa con người hôm nay đến gặp gỡ Thiên Chúa. Amen.